chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, đầu tháng 7, chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh. Có những phiên giao dịch chỉ số giảm tới 41 điểm, tương đương giảm 4,3%. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 361,6 tỷ đồng. Ủy ban chứng khoán nhà nước phải chính thức lên tiếng trấn an thị trường. Vậy nguyên nhân nào đang khiến thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh? Trong những nhịp giảm đó, cơ hội dành cho các nhà đầu tư là gì? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng đồng hành cùng diễn biến thị trường chứng khoán. Ngoài việc giảm điểm hầu hết trong những phiên giao dịch đầu tháng 7 năm 2018, thì theo thống kê cho thấy từ đầu năm tới nay, VN Index có 30 phiên biến động trên 2% so với phiên trước, bao gồm 13 phiên tăng trên 2% và 17 phiên giảm trên 2%. Trong khi đó, số phiên có biến động trên 2% trong 2 năm liền trước là khá ít với 4 phiên năm 2016 và 3 phiên năm 2017. Dường như khó khăn đang quay trở lại, hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Sau quý 1 có phần êm ả, ngoại trừ đợt điều chỉnh ngắn đầu tháng 2, diễn biến thị trường trong quý 2 diễn ra không mấy tích cực và chỉ số VN Index đã có nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng 1.200 điểm về 900 điểm và trở thành một trong những thị trường tệ nhất thế giới. Với 30 phiên tăng giảm trên 2% trong năm 2018, VN Index đang có mức biến động mạnh nhất kể từ năm 2010 tới nay, 31 phiên biến động trên 2% vào năm 2010. Cần lưu ý, con số 30 phiên biến động của VN Index trong năm 2018 mới chỉ được tính trong 6 tháng đầu năm. Làm sụt giảm mà bốc hơi cái thị trường chứng khoán nó không phải ít, đúng không? Thì trong nửa đầu tháng 6 thị trường chứng khoán mới có hai cú đòn về cái gọi là tăng cái thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như là một số mặt hàng từ nước ngoài của Mỹ, làm cho thị trường chao đảo là mất hơn 2.000 tỷ đô la, còn riêng Trung Quốc là mất hơn 1.000 tỷ. Và như thế là cái hậu quả tài chính nó rất là nặng. Trong khi quý 1 thì thị trường Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất ở trên thế giới. Gây ấn tượng mạnh thì đến quý 2 chúng ta lại lọt vào top những thị trường điều chỉnh sâu nhất ở trên thế giới với mức giảm khoảng 18% của chỉ số chính. Thì đối với chúng tôi nhận thấy rằng cái giai đoạn điều chỉnh này là một giai đoạn điều chỉnh tất yếu của thị trường sau khi mà chúng ta đã trải qua quá trình tăng giá, và đây là một giai đoạn điều chỉnh ít nhất là điều chỉnh chung và dài hạn. Do vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho một thời kỳ giảm giá và tích lũy trong khoảng vài tháng tới. Đồng thời chúng ta cũng vừa có được các cái thông tin về dữ liệu vĩ mô của quý 2, và đúng như dự báo của nhiều của giới chuyên gia cũng như các nhà nghiên cứu, đấy là quý 2 đã chậm dần so với quý 1. VN Index đã tăng trưởng rất cao trong quý 1 và sau đó lại điều chỉnh rất mạnh. Đây phần nào cũng thể hiện cái tâm lý sự hưng phấn hơi quá đà của nhà đầu tư, cũng như sự lạc quan mỗi khi thị trường có những biến cố, sự thất vọng cũng hơi quá lớn so với cái tâm lý chung bình thường. Và cái này nó thể hiện cái phần nào cái sự thiếu chuyên nghiệp của nhà đầu tư ở Việt Nam. Riêng năm 2010 cũng là giai đoạn khó khăn của kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Kể từ đó, với những nỗ lực cơ cấu kinh tế mạnh mẽ của chính phủ đã mang lại nhiều kết quả khả quan như tỷ giá, lãi suất ổn định, tăng trưởng GDP tiếp tục ở mức cao. Song hành với sự hồi phục của nền kinh tế là sự phục hồi của thị trường chứng khoán, và thống kê cho thấy những phiên biến động mạnh trên 2% giảm dần qua từng năm, tỷ lệ nghịch với sự phục hồi của thị trường. Trong các phiên gần đây thì chủ yếu là thị trường giao dịch với xu hướng không được tốt lắm. Hiện tại thì mức điểm xung quanh được khoảng 970 điểm và cũng đã giảm khá là nhiều từ cái mức đỉnh 1.200 hay là so với lại cái đợt phục hồi gần đây, đó cái đợt phục hồi 8 phiên liên tiếp đó, thì hiện tại thị trường chưa có cái tiến triển gì nhiều. Hiện tại thì cũng chưa có đủ cái cơ sở và kỹ thuật để kết luận là thị trường tạo đáy, tại vì là trong cái nhịp giảm vừa qua trong tháng 4 và tháng 5 thì chỉ số VN Index đã giảm xuống mức khoảng 930 điểm trước khi hồi phục trở lại, hồi phục khoảng hơn 100 điểm. Thị trường chứng khoán thế giới mà tăng trưởng mạnh thì Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng và ngược lại. Đây điều đó là điều tất yếu. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng đang tương đối là xáo trộn, xu hướng vẫn là đang giảm. Nhưng cá nhân tôi lại đang nhìn thấy rất nhiều cơ hội ở phía trước.
Tuy vậy, sau 8 năm ổn định, số phiên biến động trên 2% đang tăng mạnh trở lại trong năm nay. Phải chăng đây là tín hiệu cảnh báo cho xu thế thị trường? Khởi đầu năm 2018 ở mức 990 điểm, VN Index hiện đang biến động quanh ngưỡng 900 điểm, tức giảm 10% so với đầu năm. Đến nay đã có 8 trên 10 quỹ có vốn trên 100 triệu đô la Mỹ thua lỗ theo diễn biến của thị trường chung, ghi nhận của phóng viên VITV. Theo thống kê, khoảng 10 quỹ có vốn trên 100 triệu đô la Mỹ đang tham gia tại thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 8 quỹ thua lỗ, dẫn đầu là VNM ETF với giá trị tài sản dòng NAV giảm khoảng 8,9%, tiếp đến là các quỹ như PIN giảm 5,9%, FTSE giảm 1,5%. Thoạt nhìn những con số này có vẻ không đến nỗi nào khi mức độ giảm hầu như thấp hơn ngưỡng điểm của thị trường chung. Phiên mùng 4 tháng 7, bất chấp việc VN Index phục hồi gần 9 điểm, sấp xỉ 1% để tăng lên gần 915 điểm, nhưng nhà đầu tư nước ngoài lại đẩy mạnh bán ròng hơn 330 tỷ đồng tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tính trong hai phiên ngày mùng 3 mùng 4 tháng 7, tổng giá trị bán ròng khối ngoại đã lên đến hơn 880 tỷ đồng, tức hơn 40 triệu đô la Mỹ. Phiên giao dịch ngày mùng 5 tháng 7, chỉ số VN Index giảm mạnh nhanh chóng xuyên thủng mốc 900 điểm, có thời điểm chỉ số này giảm 23 điểm về sát mốc 890 điểm. Tuy nhiên, cầu bắt đáy ở một số mã đã giúp chỉ số hãm bớt đà giảm, nhưng đóng cửa vẫn ở dưới mốc 900 điểm, mức đáy mới của năm. Tính chung trên cả ba sàn trong phiên mùng 5 tháng 7, khối ngoại cũng đã bán ròng hơn 1,9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 223,15 tỷ đồng. Nếu thống kê từ tháng 5 đến nay, số phiên bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài áp đảo số phiên mua ròng. Lượng mua ròng lớn trong quý 1 năm nay, đặc biệt tại các giai đoạn VN Index lần lượt vượt mốc 1.100 rồi 1.200 điểm, đã khiến tổng giá trị mua vào của khối ngoại vẫn cao hơn bán ra. Ngặt nỗi cũng chính vì phải mua vào các ngưỡng điểm cao này, các quỹ ngoại đã chịu cảnh thua lỗ. Việc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, việc tăng lãi suất của Fed, lãi suất chính phủ Mỹ tăng, rồi nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, và đâu đó những cái việc thị trường chứng khoán trong khu vực nó giảm điểm rất mạnh, có thể là chúng ta Hồng Kông, Trung Quốc. Thứ hai là cái câu chuyện tâm lý nhà đầu tư. Trong diễn biến thị trường mà đang điều chỉnh mà có đôi chút hoảng loạn thì nhà đầu tư thường có diễn biến là bán ra. Cũng chính vì điều này sẽ không ngạc nhiên khi thị trường tăng, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng. Lúc này cũng cần phải bóc tách động thái của nhà đầu tư nước ngoài, việc bán ròng tại một số cổ phiếu với lý do có thể cắt lỗ hoặc chuyển danh mục đầu tư. Thị trường sau một đợt điều chỉnh sẽ có tác dụng tái định giá cho cổ phiếu. Mỹ cũng đã đưa ra một số cái biện pháp về thương mại với cả một đồng minh của mình là châu Âu. Như vậy, những câu chuyện về chiến tranh thương mại có lẽ không phải là câu chuyện chỉ ở trên bàn giấy nữa, mà thực tế đã ảnh hưởng vào nền kinh tế của thế giới. Khi mà họ đã quyết định thay đổi cái kế hoạch thì họ sẽ làm trong một thời gian khá là dài. Cho đó là tôi cho rằng là cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục, thậm chí trong cả năm nay. Theo đó, những cổ phiếu nào với giá quá cao có thể khiến dòng tiền dịch chuyển sang những cổ phiếu định giá hấp dẫn, giàu tiềm năng, đặc biệt khi mùa báo cáo tài chính quý 2 đang đến gần, và nhiều khả năng những phiên bán ròng mua ròng đan xen sẽ còn xuất hiện nhiều trong tháng 7, bất chấp diễn biến tăng giảm của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong hai phiên giao dịch đầu tuần vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 7, chỉ số VN Index liên tục giảm điểm mạnh, lần lượt đánh mất các mốc kháng cự quan trọng là 920 điểm rồi 900 điểm. Điều này gây tâm lý hoang mang trong giới đầu tư. Tuy nhiên, trong những phiên tiếp theo thì chỉ số VN Index đã dần hồi phục trở lại, giúp thị trường giữ được sắc xanh tăng điểm. Vậy trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như hiện nay thì cơ hội nào để đầu tư trên thị trường? Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Nhóm cổ phiếu đầu tiên cần nhắc tới trên thị trường, đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong thời gian thị trường đảo chiều, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giảm khá sâu. Cụ thể, trong quý 2, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khiến VN Index giảm khoảng 81 điểm, tương đương với 38% mức giảm của chỉ số. Thậm chí trong top 5 cổ phiếu khiến kéo sập VN Index nhiều nhất, thì có tới 3 cổ phiếu ngân hàng là BID, VCB và CTG. BID cũng là mã giảm giá mạnh nhất trong danh sách ở trên khi giảm tới 40% trong quý 2. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến tất yếu bởi đây là nhóm cổ phiếu chu kỳ và nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Nhóm ngân hàng trong suốt từ năm 2018 này là một cái nhóm nó tương đối thu hút được sự quan tâm của thị trường cũng như dòng tiền, chính vì thế là cái biến động của nó thì nó tương đối phù hợp với cái biến động của VN Index, VN30 và thậm chí là nhiều cổ phiếu có biến động mạnh hơn cả chỉ số chung. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng đó là cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đó là cổ phiếu chu kỳ. Có nghĩa rằng là lợi nhuận của năm nay tăng trưởng như thế, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng hoàn toàn có thể không được như kỳ vọng ở trong các năm tới.
Đó, do đó thì nhà đầu tư cũng phải tìm hiểu kỹ hơn về các cái hoạt động kinh doanh của cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu vua, cổ phiếu cơ bản, luôn là một trụ đỡ vững chắc của thị trường trong giai đoạn tăng trưởng. Các chuyên gia cho rằng, về mặt dài hạn, nhóm cổ phiếu này vẫn có sức tăng tốt do kỳ vọng về mặt doanh thu và lợi nhuận của năm 2018 này là cao hơn so với năm 2017 và 2016. Rõ ràng chúng ta thấy năm 2017 và 2018 này hoạt động kinh doanh của ngân hàng rõ ràng tốt hơn so với các cái năm từ năm 2010 đến năm 2015. Đó là vì chúng ta thấy ở môi trường lãi suất nó tương đối ổn định, ngày càng thấp hơn, rồi là cái tín dụng vẫn tăng trưởng tương đối là tốt. Thế thì rõ ràng là ngoài ra thì cái tỷ lệ nợ xấu có con số này con số kia nhưng mà về mặt tổng thể là thấp hơn so với trước đây. Thế chúng ta cũng chưa nên lo ngại lắm về các cái quả bong bóng ví dụ như bất động sản hay là liên quan đến này chưa có cái tín hiệu nào rõ ràng. Mặc dù có sự suy giảm trong giai đoạn thị trường biến động, nhưng các chuyên gia cho rằng sự điều chỉnh này sẽ đưa định giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng về mức hợp lý hơn và nhà đầu tư có thể tiến hành bắt đáy để có được lợi nhuận trong dài hạn. Về mặt cơ bản thì chúng tôi nghĩ rằng là nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có khá nhiều cổ phiếu đang có mức định giá hợp lý dựa trên những cái giả định về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trong năm 2018 sau một cái quá trình khủng hoảng và tái cấu trúc cũng như là phục hồi về mặt lợi nhuận của nhóm này. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà trong kịch bản mà thị trường hình thành một cái vùng đáy thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng là một nhóm rất là đáng để nhà đầu tư quan tâm. Đâu đó cái mức giá của cổ phiếu ngân hàng ở cái thời điểm thị trường 900 điểm là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là tốt. Ở cái mức giá đó nó phản ánh tương đối tốt cái hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng hiện tại. Bên cạnh đó, một nhóm cổ phiếu đáng chú ý khác trên thị trường chính là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đây là một trong những nhóm cổ phiếu nhận được nhiều kỳ vọng khi thị trường có diễn biến tích cực. Cùng với nhóm cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán cũng thường xuyên dẫn dắt thị trường tăng điểm tốt trong những tháng đầu năm, đem lại lợi nhuận đáng kể cho giới đầu tư. Trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2018, nhóm cổ phiếu chứng khoán xuất hiện những mã tăng vượt bậc. Đáng chú ý như SSI tăng 41%, VND tăng 43% hay HCM tăng 32%. Các chuyên gia cho rằng đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này sẽ được nối dài do các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh nhiều hoạt động đa dạng hơn. Chứng khoán thì luôn được coi là một trong những ngành hưởng lợi chính của thị trường và chúng tôi cho rằng đà tăng trưởng của các công ty chứng khoán vẫn sẽ được nối dài không chỉ từ hoạt động cho vay ký quỹ là hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của thị trường mà các công ty chứng khoán ở thời điểm hiện tại đều đã có rất là nhiều mảng dịch vụ. Đi cùng với việc IPO của các tập đoàn thì mảng hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán cũng sẽ được phát triển mạnh hơn nữa. Theo các chuyên gia, khi đầu tư vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhà đầu tư cần thận trọng lựa chọn những cổ phiếu đầu ngành có nền tảng hoạt động kinh doanh tốt bởi sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu này là vô cùng rõ nét. Công ty chứng khoán lớn thì phục vụ các khách hàng tổ chức thì cái giao dịch là vẫn có, tuy có suy giảm nhưng cũng không ở cái mức nhiều. Thứ hai là các công ty chứng khoán lớn nhất ấy, thì thông thường là còn có cái mảng ngân hàng đầu tư, còn có những cái thương vụ mà mua bán sát nhập rồi là tư vấn tài chính doanh nghiệp vẫn đem lại cái nguồn thu đáng kể. Chưa kể là cái hoạt động tư doanh của họ thì cũng được kiểm soát tốt hơn và cái rủi ro cũng thấp hơn so với các công ty nhỏ. Chính vì vậy thì mặc dù là thị trường trong thời gian tới thì có lẽ là cũng chưa sôi động trở lại ngay, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có một cái sự phân hóa trong giá cổ phiếu, trong đó là cái cổ phiếu của công ty chứng khoán lớn thì vẫn theo một cái chiều hướng là đi ngang hoặc là tăng nhẹ, trong khi là nhiều cổ phiếu của công ty chứng khoán nhỏ là rất dễ bị tổn thương so với thị trường và có thể là giảm giá khá là sâu trong 3 tháng tới. Có thể thấy rằng trong bối cảnh thị trường thường xuyên biến động mạnh như hiện tại, giới đầu tư để kiếm lời trên thị trường cần thận trọng lựa chọn những nhóm cổ phiếu có cơ bản tốt, đồng thời có tiềm năng tăng trưởng khi thị trường hồi phục trở lại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!